mình đã được 4 triệu view và hơn 80.000 like rồi đó. Vì vậy mấy mình sẽ làm thử thách 24 giờ cắm trại trong vườn. Các bạn có nhớ cái video 24 giờ trong nông nhà không? Mấy cái liều là mấy cái liều tí hon thôi, rất là bé tí. Vì thế tôi quyết định lần này sẽ chơi nâng cấp cái liều nó lên thành cái liều khổng lồ, có nhà, có cửa, để ghế, để bàn ăn bên trong nó được luôn. Đây chính là cái liều nè, qua bên này bưng cái liều qua đi. Trời ơi nặng kìa. Cái liều nặng lắm anh Vinh ơi. Cái liều này mấy ký vậy? Thử nhắc lên cái cân thử biết liền à. Mấy ký à? 10 kg một cái liều. Cân lên là 10 kg rồi, các bạn cũng biết được cái độ khổng lồ của nó rồi đó, cầm nặng. Cái đó, bây giờ mình mở cái liều này ra đi, review cho các bạn coi. Đây. Xé làm sao cái bọc không rách mà cái liều rách là mệt nha. Rồi dở lên. Trời ơi. Con cá liều nó làm như là anh Tè nó giết một con gấu Bắc Cực. Hay là mình dựng liều ở bên vườn xoài của em đi. Vườn xoài đó âm u lắm. Trời ơi, thời đại bây giờ còn ma cỏ gì đâu mà sợ. Đi. Ủa, sao tụi bay không đi theo tao? Mày đi cắm trại hay mày đi cắm mình đi, để mấy tao kiếm chỗ khác cắm. Bây giờ cho anh hỏi là ở bên cái vườn xoài của cưng có ma hay không hả? Dạ không. Vậy thì đi được chưa? Đi được. Đi. Đó. Qua rất là nhẹ nhàng. Có anh Thành Ngáo qua được không trời? Sách hỗ trợ quân cái đó trơn lắm á, bước ở trên cái cây á. Rồi, ok rồi. Rồi quyết định dựng lều chỗ này đi. Rồi bung lều ra. Mấy đứa có biết trại này anh mua ở đâu không vậy? Đúng rồi, banggood.com. Các bạn mua đồ chơi hay là mua cái đồ dựng liều á là cho banggood có đầy luôn á. Đây chính là hình ảnh sau khi dựng trại xong nè các bạn. Chà, cái trại này mà dựng lên là cũng mệt trong mình nè nha, cũng lâu á. Đừng để mất cây nào nha. Đây bọn mình đang gắn cái sườn lại với nhau nè các bạn. Xong rồi sau đó mới xỏ vào trong cái liều nha. Sườn rất là dài luôn. Đây mình xỏ mấy cái cây vào trong cái ống màu cam đây nè. Xỏ vào. Xỏ từ từ có chuyện đâm sau lũng luôn nha. Bên da đen xỏ xong chưa da đen? Chuẩn bị xong anh Vinh ơi. Anh Thằng ơi xỏ con cây qua mà lu bu dữ vậy. Bây giờ là giai đoạn bẻ cong cái liều nha. Cái liều này có bị gãy cái cây giữa không vậy? Dạ không. Kéo nó ra. Bên tao chưa xỏ xong nữa, bên bay căng lên liều lên rồi, sao bên bay lại vậy? Ok, lớp em 35 đứa chứ còn hết nữa nó chi là 10 người. Giờ cắm mấy cái cây cột này xuống đất là xong cái lều đó nghe các bạn. Bà Thảo đâu rồi, hỗ trợ cái coi, bà đi làm vòng hoài. Bà nói dựng cái lều này vất vả quá các bạn, cái lều càng bự các bạn càng phải tốn sức. Đó. Bây giờ là buộc mấy cọng dây vào đây ha, một sợi nè, nó mới thẳng được. Giờ mình kiếm này xuống nha các bạn. Giờ mình đang kéo cọng dây để buộc cho nhà nó chắc nha các bạn. Cái vòng tròn nè các bạn, sau đó mình xỏ cái cây này xuống như thế này. Đó các bạn thấy không? Ngay cái mắt rồi nè, bắt đầu mình căng thẳng ra, ghim xuống. Đó, bây giờ bọn mình còn phải thiết kế cái lớp này lên trên nữa nè các bạn, chống muỗi, chống nhiệt độ nóng. Với lại phía dưới là một cái lớp lót. Cặm này thảy vô đây nè. Mấy cái màu trắng nó dễ dơ lắm. Máng lên phía trên nè. Trời ơi, nó có mấy cái móc nè, cưng máng từ phía dưới cong lên trên theo thứ tự. Mệt thấy ghê luôn á trời, công nhận cái liều này tốn nhiều công phu được chứ. Ủa? Sao còn có mấy đứa vậy? Mấy đứa kia bị tất cả cái giọng hết trơn. Sớm giờ cá liệu mắc kẹt trong đây luôn rồi. Mở đường mà. Rồi chui ra. Trời ơi mắc kẹt luôn. Đâu rồi, còn một thằng nữa đâu. Bên nào? Giờ bọn mình dỡ cửa sổ ra lên cho mát nghe các bạn. Kiếm một cái, gọi cái này giống như một cái khu rừng gì đó. Đó. Lần đầu tiên trong đời em gửi chân mà cũng khổ vậy nữa đó. Giờ mình trải này ra để lót nằm chỗ ngồi nghe các bạn. Kéo qua, coi chừng dơ ở nhà. Ừ. Rồi chạy xuống. Chạy xuống nào. Đi gọi wow. Đi rồi. Mua để camera. Ừ. Còn từ từ gần hai cái. Rồi mấy đứa quăng ba lô vào trong cái góc này đi cưng ơi. Nhìn Dương ăn bịch bánh thấy thèm thiệt chứ. Ê, trong đây có thẻ nè bay. Đâu, thẻ siêu anh hùng. Thẻ siêu anh hùng. À, bánh Oishi Grab Me đúng không? Dạ. Đâu. Mấy anh cưng có muốn ăn bánh này không vậy? Rồi. Để em với anh Phúc da đen đi mua cho. Đi. Đó, bánh về tới rồi kìa nha mấy đứa. Đó. Dạ. Mấy em mua bánh về rồi nè anh Vinh. Ở đây review sơ cho các bạn biết luôn nha. Nói về cái phiên bản Oishi Grab Me lần này thì chúng ta có hai vị, đó là snack cua vị sốt chua ngọt và snack cua lắc phô mai. Các bạn ơi, chúng ta có thể săn thẻ và chiến đấu với nhau được đó. Đối với cái phiên bản bánh Oishi Grab Me lần này, chúng ta có tổng cộng 70 thẻ, trong đó là mình có 33 thẻ nhân vật, 22 thẻ lấp lánh và 15 thẻ biến hình. Khoan đã, tại sao anh Vinh biết gành như vậy? Đúng rồi, sao anh biết gành vậy? Bởi vì mình đã sưu tầm đủ 70 thẻ rồi đó các bạn à. Đây nè, đây là thẻ nhân vật, đây là 22 thẻ lấp lánh. Lấy cái thẻ lấp lánh ra review cho các bạn coi coi. Hai thẻ này hoàn toàn khác biệt nha, bạn thấy không? Bên thẻ lấp lánh nó đẹp hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là chúng ta có 15 cái thẻ biến hình. Đó, thẻ biến hình các bạn cầm vào nhìn thì thấy là Superman, nhưng khi chúng ta lắc ngang một cái thì nó chuyển sang một cái nhân vật mới. Quay ra thiệt là đẹp quá đi đó hả? Ở đây có sông này, bọn em thi bơi rồi ai thắng anh cho bịch bánh đi. Đúng rồi, ý kiến hay đó. Giờ Tony cùng các bạn hay là ban giám khảo phát bánh cho mấy bạn nhỏ này trong cuộc thi bơi nha. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa hai đấu sĩ Tiểu Bảo và A Cường. 1, 2, da đen quét. Liệu ai sẽ là người bắt camera trước của Tiểu Đại đây? Mình thắng rồi nha các bạn. Còn mình rộng lượng thì chia cho bạn thua cuộc một bịch luôn. Hiểu chưa? Ăn một mình no ghét bể bụng. Cặp đôi tiếp theo giữa Ngáo và anh cu da đen. Trời ơi, Ngáo và cô da đen bơi dữ quá các bạn ơi. Cô da đen bơi theo một cái quỹ đạo khác rồi. Mình đã chiến thắng các bạn ơi. Ngáo đã chiến thắng nha các bạn. Anh da đen thì bơi mỹ qua này luôn rồi. Yeah, cảm ơn Vinh. Ok, cảm ơn. Cặp đôi thứ ba. Giờ tới trận của bạn Ngọc với bạn Quang nha các bạn. Tiểu Ngọc và Quang. Trời ơi, thằng Quang mập địch này xem ra nó không phải là đối thủ của bạn Ngọc rồi. Nè cho không đâu em. Vậy đâu giữa Vũ Hành và A Đại xin được bắt đầu. Mình là người chiến thắng này các bạn. Đây là phần thưởng dành cho ông. Cảm ơn. Nè Vũ Hành tôi chia cho ông bịch nè. Đây là 4 bịch bánh dành cho hai bạn nữ chiến thắng này nha các bạn. Ủa sao con trai có 2 bịch mà con gái tới 4 bịch chứ vậy? Không nhờ anh Vinh mê gái thiệt chứ. Trận đấu giữa Dương và chị Hảo nha các bạn. Cố lên Dương ơi, cố lên Dương ơi, cố lên Dương ơi. Chị Hảo lên chiến thắng. Nè, thằng ổn của chị Hảo nè. Mệt quá. Ăn khúc cua ngọt này ngon. Bị u bay thì ngon mã hơn nữa các bạn. Đúng rồi đó các bạn. Anh Hùng. Thì biến hình. Mình trúng thẻ nhân vật này các bạn ơi. Giờ mình mới có 1 hai hẻ, chừng nữa mình vô trường mình mua để mình sưu tập nhiều hơn nghe các bạn. Đây team của mình tắm xong rồi bây giờ cũng đã thay đồ rồi. Đâu thẻ mấy em sưu tầm được đâu, khoe thẻ cho mấy bạn coi coi. Nè anh Vinh. Trời ơi ghê vậy. Mà mấy cái thẻ này nó có tạo ra trò chơi được không anh Vinh? Được chứ. Tổng cộng chúng ta có thể tạo được 4 cái trò chơi luôn. 2 cái trò chơi đầu các bạn có thể tham khảo cái video này đây. Cùng Oishi Grab Me khám phá thẻ siêu anh hùng. Bật thẻ đi trước, tìm điểm trùng hợp, úp thẻ anh hùng của mình xuống. Nếu thẻ có cùng màu sắc hoặc nhân vật, hồ Grab Me ngay. Ai hút trước sẽ thắng. Lật thẻ thật nhanh, khéo tay thì thắng. Đặt một gói Grab Me ở giữa và úp các thẻ bài lên mép bàn. Cứ khi nào lật được một thẻ, hãy ăn ngay một miếng Grab Me rồi mới lật thẻ tiếp theo. Ai lật hết các thẻ bài và ăn đủ snack trước sẽ chiến thắng. Còn cái cách chơi thứ 3 thứ 4 đâu? Giờ mấy đứa cưng có muốn ăn thẻ với nhau không? Muốn bây giờ ba đứa nào muốn thi đấu đâu, bước vào đi, phải chơi 3 người mới được. Đây là 3 thẻ, giờ mời mấy em lật úp lại. Ù quế đi. Một mình tay trắng đi ra, rồi đưa cho tay trắng búng 3 cái thẻ này lên. Búng đi em Bảo. Ai mà hiểu rồi, cái thẻ nào mà rớt xuống đất mà bị khác với 2 thẻ còn lại thì người đó lụm hết thẻ. Em thắng rồi. Sẽ review cái cách chơi cuối cùng cho các bạn biết. Ở trong này mình cần 2 bạn cùng thi đấu với nhau, ai với ai đây? Tiểu Cường, Tiểu Phương, nãy giờ có ai thấy cái thẻ của Cưng chưa? Dạ chưa, nhưng mà thẻ mạnh lắm đó. Mạnh không thi đấu là biết liền ha. Bước đầu tiên quẳng tù tì với nhau tìm ra người chiến thắng. Quẳng tù tì. Rồi Tiểu Phương thua rồi. Bây giờ tiếp theo mời 2 đối thủ úp cái thẻ của mình lại đưa ra đi. Úp đưa ra trước mặt. Bây giờ cái người thắng sẽ dự đoán xem cái số điểm thẻ của Cưng lớn hơn hay là nhỏ hơn điểm của bạn. Nếu Cưng đoán đúng thì Cưng sẽ lấy luôn cái thẻ của bạn. Mình dự đoán mình lớn điểm Tiểu Phương rồi. Wow, điểm Tiểu Cường là 50.000 điểm các bạn. Điểm Tiểu Phương là 34.000 điểm. Vậy Tiểu Cường chiến thắng rồi. Mình dự đoán đúng rồi. Bây giờ lấy thẻ của Tiểu Phương đưa cho anh Cường đi các bạn. Giờ các bạn đã hiểu 4 cách chơi chưa? Giờ cũng 1 giờ, giờ mình lấy bắp nướng ăn đi anh. Bắp. Rồi. Để bắp lên. Cái này cũng được 3 trái, bộ bầu con trái đó. Trái nữa. Lâu lắm rồi không ăn bắp nướng luôn á. Mà đúng rồi, bắp tiếng Anh là cái gì vậy? Em biết nè anh Vinh. Corn. Cái gì? Corn. Corn. Con. Corn. Con. Trời ơi. Tại mình bị điếc hả? Anh Vinh nói corn chứ không phải là con. Đọc lại nghe coi. Corn. Corn. Tưởng bắp nó ngọt. Nè các bạn nhìn tôi ăn à. Ngồi ăn nguyên trái đi. Nửa trái. Nè tôi ăn chung rồi bạn. Hết mỡ hành rồi, giờ hả 2 trái bắp vào đây lăn luôn. Đây chính là buổi ăn trưa của team mình nè. Bạn thấy không? Rất là đơn giản. Nó vui là chính chứ ăn mấy này sao mà đã được. Làm sao mà ngon bằng một buổi ăn cơm với gia đình được. Lần đầu tiên đi dẫn liều sai với anh Vinh vậy đó. Ở nhà cầm điện thoại chán muốn chết. Team mình giờ phải nghỉ ngơi các bạn ơi. 3 giờ chiều luôn rồi. Thề luôn không có nói xạo. Đó các bạn có thể thấy nè, cái liều của mình rất là khổng lồ luôn. Ăn no ngủ ha mập địch. Sao gặp Cưng lúc nào không ngủ trơn vậy? À, các bạn thấy khu vực trong này không? Rất là rộng rãi, đủ chứa 10 người luôn á. Mấy bạn nhỏ này đã hái được nè. Đó, bây giờ chấm muối ăn thôi. Thấy cũng thèm quá trời quá đất luôn à. Chúa rồi không? Cái nào? Cái này tao biết nấu không? Cái gì? Anh nói chua mà nói chuyện không nổi luôn các bạn. Vậy mới tao nhạo rồi. Trời tao biết nó tao ăn chung với bạn. Rồi, nước hơi nhiều rồi đó. Gót cho miếng nước luôn à Đại. Rồi được rồi. Anh chắc chắn là phía trong này rất là nhiều muỗi luôn, cho nên là mình đã chuẩn bị băng sáng này là có đem theo cây vật muỗi luôn rồi. Hiện tại bây giờ là 8 giờ 15 phút. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây. Khóa chắc nịch ở khúc này lại luôn để thôi muỗi nó vào. Yeah. Mình cay đắng nhưng cớ sao lòng vẫn buồn. Một cô đồng quê làm sao mơ cho được ngọng ngà. Cô thắm ngày nào bên tôi nay cứ xa dần mất rồi. Tôi phải quên từng lời ấm bên đời giờ là cơn gió. Vậy là team của bọn mình quyết định tối nay là ngủ qua đêm tại đây đúng không? Dạ đúng. Khuya gió lùa qua khung cửa sổ, nghe mà sao sợ ma dữ ta. Đúng là cái lũ nhát gan. Alo cha Hải, lên rước con về đi, con sợ ma quá à. Còn với phía bên trong này là của mấy đứa nhỏ nè. Còn mình là phía bên ngoài với Tiểu Cường. Ở đây cũng có một lớp nữa để ngăn cách, có cửa sổ nữa nè. Mỗi quá trời luôn, qua nãy giờ mấy chục con mà chưa hết luôn anh về không đi. Và nếu bạn nào yêu thích cái video này đừng quên đăng ký và nhấn vào cái chuông luôn nha. Để mỗi khi kênh mình ra video mới thì bạn có thể nhận được thông báo để vào mà xem. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye.